Chào tất cả mọi người mình là Ánh Dương đây, chúc mọi người thật vui vẻ và thư giãn khi xem video của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi những video mới nhất của mình nhé, yêu mọi người. Tô An hòa tan thành một với khung cảnh xung quanh, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời, trên tay cầm tờ rơi hình ảnh quá khứ, tuyên ngôn độc thân của ông chủ ngày đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Đã nói yêu đương toàn là cái thứ tào lao vớ vẩn cơ mà, đã thể cả đời này mãi mãi đi trên con đường kiếm tiền và chuẩn bị kiếm tiền cơ mà không ngờ lão già này lại đột nhiên rẽ hướng đi lên con đường tình ái bàn tính tinh bi thương khôn cùng lấy di động ra bắt đầu mở topic ảnh hướng dẫn chân thật của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy kết bạn để xem chi tiết tô an nâng nhẹ mắt kính thầm nghĩ nếu anh đã tiến vào nấm mồ hôn nhân vậy thì coi như nể tình nghĩa bao năm qua hãy góp chút công sức cuối cùng vì con đường phát tài của em đi tô an nhìn lời mời kết bạn zalo không ngừng tăng lên nhếch miệng nở nụ cười đen tối đám hầu tinh nhìn thấy mà hoảng hôm sau một tiếng gọi ông chủ thật to vang lên bì tu sắc mặt khó coi quát gào cái gì mà gào nói mau ngô tổ dạng dở bước vào bảo ông chủ em thi xong rồi em muốn làm thêm ở đây bì tu không do dự từ chối không cho ngô tổ kinh ngạc hỏi tại sao em nói thật mà ông chủ chính nhờ ăn cơm nhà anh nên em mới thông minh lên đấy em không nói khoác chứ lần này thi đại học dù em không đỗ trạng nguyên tỉnh thì cũng chắc chắn nằm trong top 5. bì tu nghe thế nổi cáo nghĩ thành tích chú mày tốt là nhờ ông đây và vợ ông đây từ sáng đến tối kèm cặp đốc thúc mà ra ngô tổ chân thành bảo em chỉ muốn đến báo ơn thôi bì tu chê bài bảo với trình độ như cậu thì không phải báo ơn đâu là báo thủ đó đúng lúc này tố chân bưng đồ ăn ra hoang mang gọi ngô tổ ngô tổ tim bay đầy trời nhìn cô chị tố chân em thi xong rồi em được nghỉ rồi đó tố chân đáp lời chúc mừng nha ngô tổ vươn tay bảo bàn nào vậy em đem đồ ăn ra cho tố chân né tránh hỏi em rửa tay chưa khử chừng nữa ngô tổ ngoan ngoan đi rửa tay bì tu liền với theo nói chưa ký hợp đồng không phát lương đâu đấy Ngô Tổ vui vẻ đáp, em không cần lương, em đi rửa tay đã, một buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Ngô Tổ cùng Tố Chân vẫy tay nhau tạm biệt, đợi cậu ấy đi xa, Bì Tu liền nói, được rồi, chờ ngày có kết quả thi của cậu ta, cô cũng có thể yên tâm rời đi, đến lúc đó nhớ nói lời chào với Văn Hy để cậu ấy khỏi lo lắng. Tố Chân quay người lại bày ra tư thế phúc thân cảm tạ, ngài cứ yên tâm, đến ngày hôm ấy cho dù không biết kết quả, nô gia vẫn sẽ đi. Chỉ cần nhìn chàng tiến vào trường thi, mọi tiếc nuối kiếp trước đã được bù đắp rồi, Bì Tu nhíu mày hỏi, sao vậy không cần xem kết quả nữa à tố chân vui vẻ đáp thật ra tôi nói vậy để hai vị có thể giúp cậu ấy thi tốt hơn thôi thiếu nữ xinh đẹp như tôi sao có thể xấu bụng cơ chứ bì tu im lặng một lúc bảo cô nghĩ thông suốt được thì cũng tốt nếu giữ chấp niệm quá sâu cho dù kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt thì cũng khó mà bình tâm được anh ngoắc tay gọi tố chân lại bàn tay hiện lên vòng sáng chúc phúc của tỷ hưu anh vươn tay thì pháp nói nề tình văn hy thích nghe cô hát hí khúc tôi trao cho cô một ít phúc khí kiếp sau sung túc no đủ không lo cơm áo Tô Chân cảm động vô cùng rưng rưng nước mắt cảm ơn, Bì Tu nghiêm túc bảo, không cần cảm ơn, tôi chỉ muốn biết, trước kia nhà Văn Hy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến nông nỗi ấy, Tô Chân không giấu giếm đáp, nô gia cũng không rõ lắm, chỉ nghe các khách nhân lui tới kể là, Văn gia tham ô hết lương thảo, hại chiến sự biên cương suy bại, bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh xử trảm cả nhà, ngay cả, ngay cả vị hoàng hậu nương nương trong cung cũng không thoát nổi, cuối cùng bỏ mạng với toàn bộ Văn gia, chuyện khác thì nô gia không biết, Bì Tu đang làm mì trầm mặc suy tư tham ô lương thảo sư trảm cả nhà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mình phải qua chỗ phùng đô mới được chợt bên ngoài chổi nhỏ hét to kháng nghị không muốn đi đi học đâu bì tu giận dữ bẻ cong cái mùi sau đó cầm chày cán bột vung lên quát thằng nhóc kia con thử nói lại xem nhậm kêu bảo vệ chổi nhỏ phía sau hướng chọn cây trải vào mặt chổi nhỏ nói tiếp hôm nay con đánh đánh thầy giáo ổng khạc nhổ lung tung là ổng sai vừa nói xong nhóc ta chạy về phía cầu thang bì tu đơ người hét lớn đánh thầy giáo thằng nhóc thối dám đánh cả thầy còn dám chạy hôm nay phải đánh đòn con chổi nhỏ bên kia ôm lấy tay mẹ văn hy bì tu sữa người xua tay lên nhà lên nhà cho ta văn hy đầu đầy chấm hỏi cùng chổi nhỏ trở về phòng nhậm kêu cố gắng khuyên nhủ đừng giận nữa ông chủ thật ra khạc nhổ không phải nguyên nhân chính chủ yếu là do con tiểu bạch long kia nhìn thấy em thì mở mồm bảo là sao lại có giao nhân bị hủy dung đúng lúc chổi nhỏ nghe thấy được em bảo thằng nhỏ đừng để ý dù sao em nghe nhiều câu kiểu thế cũng quen rồi nhưng con rồng đần độn kia cứ nhìn chằm chằm em không rời mắt còn định chụp ảnh nữa em mới lơ là một cái là con trai anh đã nhào lên rồi bì tu sướng dân nói hừm có tình có nghĩa không hổ là con trai ta sau đó anh nghiêm mặt bảo thằng nhỏ đang tuổi đi học mà dám đánh thầy giáo thế sau này lớn rồi chả phải nó còn dám đánh luôn cả bố nó à huống hồ thầy của thằng nhóc này còn là na cha có quan hệ cha con lục đục lòng bì tu càng thêm lo lắng bất an quyết tâm phải giết chết mầm mống tội ác từ trong trứng nước nhậm kiêu nghe vậy vội nói nếu anh không cần đứa con này thì cho em đi. Em không chê, bì tu không do dự cầm chày cán bột vừa đánh vừa quát, mi nói thêm câu nữa thử xem, nhậm kiêu lập tức đổi đề tài. Em đã xem số chân châu buôn lậu cất ở sở giám sát rồi, ngoại trừ một phần là ngọc trai thì còn lại đều là giao châu, số lượng có khác biệt với số lượng mà giao nhân sản xuất ra hàng năm. Quả đúng là có vấn đề, bì tu lường một cái nói, sao, muốn anh cho mày nghỉ hai ngày để đi điều tra à, nhậm kiêu mạnh miệng đáp, không cần, em không định nhúng tay vào vụ này, bọn họ có giao nhân hoàng mới rồi còn gì móc mớ gì tới em nữa đâu em chỉ là một tên giàu sổi buôn thủy sản thôi bì tu nghe vậy nói tùy chú mày ta ra ngoài một chuyến cần gì thì gọi bọn khỉ đừng đi một mình nhậm kêu khẽ đáp vâng trong văn phòng phùng đô uể oải vươn vai rên nhẹ nghe tiếng gõ cửa anh ta liền bảo Vào đê phùng đô tò mò hỏi ông chủ bì đi một mình sao sao tự dưng lại tới đây bì tu cầm hai chum rượu đặt lên bàn hỏi bận không cái này cho ông phùng đô cười bảo sắp rằm tháng bảy quỷ cũng muốn về thăm nhà quá nhiều việc phải lo liệu cũng lắm kẻ muốn nhờ vào quan hệ để ở lại dương gian lâu hơn một chút điện thoại cứ réo mãi không ngừng sao vậy bì lão tổ muốn đến giúp đỡ à phùng đô chăm chú nhìn hai chum rượu suýt xoa cảm thán hàng xịn thế này mà ông cũng chịu đem ra có vẻ là gặp chuyện thật rồi nhỉ bì tu thẳng thắng nói tôi muốn tra về chuyện khi văn hy còn sống phùng đô nhấc môi đáp đơn giản tay anh ta gõ nhanh trên bàn phím sau đó dịch ghế sang bên cho anh xem màn hình đây ông tự xem đi xem xong nhớ giữ bình tĩnh nhé anh ta mở nắp chung rượu hít một hơi nói tiếp. Đúng là chém đầu cả nhà, thế nhưng cậu ta đã trốn thoát, sau đó lại bị thượng thư bộ binh bấy giờ bắt được, quy cái chết của tướng sĩ biên quan là tội của cậu ta. Sau đó có một đạo sĩ nói bẻ xương ngâm vào hũ thì có thể khiến văn gia vĩnh viễn không được siêu sinh, thế là nhóc con nhà ông liền, chưa nói dứt câu, bì tu đã đấm thẳng một phát lên màn hình. Bì tu vẩy vẩy tay lạnh lùng bảo, xin lỗi, tôi sẽ đền cái mới cho ông. Phùng đô nhìn màn hình thủng một lỗ to bình tĩnh nói, màn hình cong 4K, bì tu không do dự đáp, được. Nhưng tôi có chút thắc mắc, vấn đề thứ nhất, cậu ấy trốn thoát khỏi đại lao bằng cách nào? Vấn đề thứ hai, ông nói tay đạo sĩ kia chó ngáp phải rồi, nhưng tôi thấy bảo bối trong hũ toàn hàng xịn, không giống đồ phàm nhân bình thường có thể kiếm được. Vấn đề thứ ba, năm đó chuyện nhà bọn họ, Phùng Đô vừa gỡ ổ điện vừa bảo, tôi chỉ biết chuyện được ghi trong hồ sơ thôi. Còn nhà bọn họ bị oan hay gì khác thì ông phải tìm hỏi đế thính ấy. Bì Tu đáp lời, được, tôi sẽ tự đi. Vậy tôi sẽ hỏi một câu mà ông biết. Phùng Đô rót rượu ra bảo, hỏi đê, Bì Tu không do dự hỏi, phạm vào chuyện như thế, cha mẹ thân tộc của cậu ấy dưới cõi âm có bị phạt không? Phùng Đô khẽ nhướn mày ngước mắt nhìn anh, ông định làm gì? Bì Tu ngồi xuống ghế đáp, dằm tháng 7 mở quỷ môn, tôi giúp ông canh giữ quỷ môn, để cho cậu ấy gặp gỡ cha mẹ và ông nội, về sau cát bụi về với cát bụi, chấm dứt nhân quả nhân duyên, có vậy thì mới an lòng ở bên cạnh tôi được. Phùng Đô có kè mặc cả, dằm tháng 7 trong 3 năm, Bì Tu lạnh giọng, 2 năm. Không thì thôi, Phùng Đô lập tức đồng ý, trong phòng ngủ trên lầu giọng văn hy truyền ra bảo vậy nên con đánh thầy giáo vì khạc nhổ bừa bãi cậu chỉ tay lên khuyên giải nhưng dù thế nào thì học sinh cũng không được đánh thầy bố con đang giận lắm đó bố con không muốn thấy con nghĩ học đâu chổi nhỏ ngoan ngoãn bảo vậy vậy phải làm sao đây văn hy nở nụ cười đáp lát nữa nhớ phải đàng hoàng nói xin lỗi bố nghe chưa còn về ông thầy của nhóc thì bảo bố nhóc trực tiếp đến gặp thầy tâm sự ấy bì tu lúc này vừa về đến nghiêm mặt hỏi tâm sự gì cơ chổi nhỏ vội nép vào người mẹ văn hy văn hy nhìn anh bảo anh đừng dọa thằng bé bì tu đưa vịt quay trong tay nói tôi biết rồi vịt quay này cầm xuống dọn bát đũa chuẩn bị ăn tối chổi nhỏ vừa đi anh liền ôm vai văn hy nói chuẩn bị ăn cơm rồi cậu xuống nhà cùng con đi muốn ăn gì cứ nói với họ tôi thay quần áo rồi xuống ngay văn hy vừa rời đi bì tu lạnh giọng bảo này đến rồi thì vào đi tây vương mẫu leo cửa sổ vào bì tu có chút bất lực nói thế mà vẫn không chịu đi cửa chính nói đi có chuyện gì tây vương mẫu hất nhẹ tóc linh lung tháp của Lý Tịnh bị trộm, mà Na Cha dạo gần đây Na Cha sống ở chỗ anh, tôi cảm thấy anh chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Hợp lý lắm đúng không? Bì Tu im lặng một lúc rồi nói thẳng, nói thật với cô, linh lung tháp không ở trong tay Na Cha, muốn tìm thì tìm đảo để ấy. Nếu mấy người tìm được hắn thì nhớ liên hệ với tôi. Tây Vương mẫu liếc mắt nhìn anh, bà đây không tin, Bì Tu liếc mắt nhìn lại bảo, tin hay không thì tùy, nhưng vừa hay tôi có chuyện nhờ cô giúp, cho tôi mượn đế thính. Tây Vương mẫu nghe vậy giơ tay từ chối, hiện tại không được, Đế Thính đang bận giám sát cuộc bỏ phiếu bình chọn, nhưng nếu vào đêm chung kết, anh giành được vị trí đứng đầu thì tôi sẽ cho anh mượn Đế Thính một ngày. Bì Tu nghe vậy hỏi, đêm chung kết, thế chẳng phải nhai tí cũng tới sao? Chắc cô coi tôi như bảo an miễn phí hả? Tây Vương mẫu dụ dỗ, tôi sẽ bảo các con gái nuôi của tôi kêu gọi cả tông ty họ hàng bỏ phiếu cho anh. Bì Tu vươn tay ra nói, chẳng phải chỉ làm bảo an một ngày thôi sao? Tôi sẽ dẫn cả Nhậm Kiêu và Cừu Phục đi nữa, nếu cần thì dẫn cả đám khỉ đi luôn, đảm bảo không kẻ nào dám gây rối. Hai người thành giao, tây vương mẫu đưa vé vào cửa cho anh khó chịu bảo lúc nãy sao anh để văn hy đi làm tôi không có trà uống bì tu đếm vé vào cửa nói mấy người bớt làm phiền nhóc ấy đi chợt văn hy mở cửa phòng ra cơm xong rồi nè. tây vương mẫu thấy cậu vui vẻ gọi à bé văn hy dứt lời kéo cậu nhiệt tình bảo đi 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 chúng ta đi ăn thôi văn hy do dự nói nhưng còn bì tu cô ấy thẳng nhiên đáp hắn to xác vậy tự biết đường xuống ăn chứ bì tu đen mặt gào lên cơm của ta mà sau đó mọi người tụ tập đến ăn cơm khung cảnh vô cùng ấm áp sáng hôm sau Bì tu nhận kiêu cùng đưa chổi nhỏ đi học văn hy cầm giỏ trái cây dặn dò các anh nhớ đến tâm sự với thầy giáo nhé kẻo sau này tên đó rồi trò ngáng chân thằng nhỏ ở trường mau lên đi sớm về sớm kết quả cả ba người đứng trong phòng y tế trầm mặc nhìn thầy long nằm trên giường bệnh lý do là vừa thấy bì tu đã sợ đến ngất bị khiêng ngay đến phòng y tế bì tu hoang mang hỏi sao hắn vừa thấy ta liền ngất xỉu vậy lúc này ngoài phòng có bạn học khẽ gọi chổi nhỏ sao mẹ cậu không tới ai cũng bảo mẹ cậu đẹp lắm bọn tớ chưa được gặp bao giờ chổi nhỏ làm mặt quỷ đáp không không cho mấy cậu gặp đâu trên giường lúc này thầy long mơ màng ngồi dậy đây là đâu ta là ai bì tu lên tiếng hỏi tỉnh rồi à thầy long nằm phịch lại giường thảm thiết nói trời ơi chóng mặt quá ta ngất xỉu đây long thầm nghĩ cứu tôi cứu tôi sao họ vẫn chưa đi thầy long hé mắt nhìn lén nghĩ khi nào họ mới chịu đi vừa hé mắt ra thầy long liền giữ người chổi nhỏ lặng lẽ đóng chặt cửa nhậm kêu khóa cửa sổ lại bì tu đang tạo một trận pháp khổng lồ thầy long khóc dòng nghĩ chết rồi giết rồng trong phòng kính này mình sắp biến thành sashimi rồi chợt bì tu sắc mặt đen thui bước đến nói thầy long đừng giả chết nữa có mấy vấn đề tôi hỏi thầy đáp thầy long vội bật dậy khóc lóc xin ngài độ lượng tha thứ tôi sẽ không bao giờ khạc nhổ bừa bãi nữa cũng không dám bình luận về ngoại hình của người khác nữa tôi chỉ là đứa trẻ 2022 tuổi thôi bì đại nhân tha cho tôi đi Đa, à, ủa thầy long ngơ ngác nhìn giỏ trái cây trong ngực mình Bì Tu đè đầu chổi nhỏ nói, "Chuyện lần trước là do đứa nhỏ 80 tuổi nhà tôi không hiểu chuyện, lỡ tay đánh thầy giáo 2022 tuổi, xin lỗi." Chổi nhỏ cũng lắp bắp xin lỗi, "Thầy, thầy ơi, em, em xin lỗi." Nhậm kêu bên kia vừa gọt táo vừa bảo, "Xin cứ yên tâm, gia đình chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình huống thôi, tuyệt đối sẽ không động tay động chân." Sau đó dùng tay bẻ đôi quả táo trầm giọng đảm bảo, "Thầy đừng lo, thầy Long bảo đảm, ngài cứ hỏi ạ, à, tôi hứa sẽ nói hết không giấu giếm." Bì Tu bắt đầu hỏi, "Thầy tên gì?" Thầy có biết con rồng mở quán ba kia không? Thầy Long không do dự đáp: Tôi tên Long Đông Đông Đông. Còn người mở quán ba là Long Đông Đông. Nhậm Kiêu có chút hối lỗi nghĩ, nếu sớm biết chú mày có tên kỳ cục như này thì đã không đánh chú. Bì Tu nghiêm túc hỏi tiếp: Vậy hắn là anh trai thầy à? Thầy Long không chút do dự nói: Không phải, hắn là con của một người chú bên họ ngoại. Tôi là người con thứ ba bên Tây Hải. Anh cả tôi tên Long Tây, anh hai tên Long Tây Tây. Mẹ tôi thấy Long Tây 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 nghe không xuôi tai cho nên liền đặt theo quê bà ấy. Mẹ tôi là Đông Hải Long nữ vừa khéo nhà bác tôi cũng có hai ông anh chưa ai tên long đồng 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 cho nên liền đến phiên tôi bị tu tò mò hỏi đông hải long cung mở quán ba thủy tinh cung sao thầy không đến đó làm lương ở trường hình như đâu có cao thầy long đáp lời mẹ tôi nói ảnh làm ăn không đứng đắn làm mất mặt đông hải nên không cho tôi chơi cùng họ nhậm kêu sầm mặt nói không làm ăn chân chính à tại sao lại nói vậy thế bác của thầy mặc kệ không quản à hắn có thường về đông hải thăm bác thầy không long tam gật đầu đáp tất nhiên có về rồi anh ấy phải về nhà để nhập hải sản quán ba mà không cung cấp đủ hải sản tươi thì khách sẽ không đến nữa nghe vậy nhậm kiêu cùng bì tu có cùng suy nghĩ ai biết hàng nhập vào là hải sản tươi hay giao trâu thầy long đầu đầy chấm hỏi nhìn họ bì tu thở dài nói thôi được rồi tuy nhiên thầy long cũng phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói tay anh lập tức xuất hiện yêu lực dùng lên người thầy long thầy long vừa tỉnh lại phải ngủ tiếp chổi nhỏ lắp bắp bảo thầy thầy lại ngủ rồi bì tu giải thích ta chỉ xóa ký ức về mấy câu hỏi vừa rồi thôi chưa làm gì đâu trông hắn cũng không phải người thông minh gì xoa ký ức cho đỡ nguy hiểm nhậm kiêu vô cùng đồng ý chổi nhỏ nhân cơ hội nói bố bố nghĩ thầy thầy ngốc vậy còn con thì sao bì tu nghe vậy hét lớn con có ngốc cũng phải đi học cho ta chổi nhỏ vừa khóc vừa chạy đi học bì tu quay sang nói với nhậm kiêu cậu về trước đi tôi đi học bằng lái nhậm kiêu im lặng một lúc kinh ngạc hỏi ông chủ định thi bằng lái thật hả có phải lúc sáng bà chủ đã động viên anh không bì tu khẽ hử một tiếng nhớ lại lúc sáng văn hy có chút cạn lời nhìn bì tu tống ba trên con xe điện đáng thường nói bì tu có lẽ anh nên suy nghĩ đến chuyện thi bằng lái đi bên kia quần xịt ngũ sắc đung đưa phấp phới vươn vai tung cánh đón gió mới văn hy có chút cạn lời nhìn cỏ yêu trước mặt tôi không ngờ bọn họ lại nâng cấp cho để cậu làm chuyện này sao đồ cỏ yêu đau khổ than thở văn công tử anh có thể tháo chúng xuống giúp tôi không khô hết rồi văn hy ngồi lên xích đu nói cậu bảo tôi thu quần áo giúp cậu thì cũng không phải không được cỏ yêu nghe vậy vui vẻ đáp ớ vậy Văn Hy chống cằm nói tiếp, vậy cậu nói cho tôi biết kẻ trong ngọc Phật là ai đi, cỏ yêu buồn bã trả lời, không được. Tôi và Đào Đề đã lập giao ước, có vài việc nếu nói ra tôi sẽ chết, Văn Hy không do dự bảo. Thế cậu nói bé bé thôi, hắn không nghe được thì sẽ không phải chết đâu, cỏ yêu liếc mắt nói, tiểu công tử phủ thừa tướng ơi. Anh tưởng thiên đạo trên đỉnh đầu anh không tồn tại chắc, Văn Hy ngạc nhiên, nở nụ cười tươi giói, ai nói với cậu tôi là tiểu công tử của phủ thừa tướng. Cỏ nhỏ rung rẩy bịt chặt miệng, Văn Hy thấy vậy nhắc nhở, đừng dùng nữa, quân sắp rơi rồi kìa đó là người tôi biết phải không cỏ yêu im lặng một lúc liền ác đầu điên cuồng đúng cậu biết đó những chuyện khác tôi không nói được văn hy đẩy đẩy mấy cái quần nói biết rồi biết rồi tôi sẽ tìm công việc khác cho cậu làm cỏ yêu khóc lóc cảm ơn trên đường trở về quán trên cổ bì tu mọc đầy vầy cả người anh bốc khói đứng trước cửa quán hét to ta về rồi đây bên trong đám hầu tử vây quanh khen ngợi trà được phết nhanh quá bì tu hoang mang nhìn sang cỏ yêu đã chuyển sang công việc mới là đóng gói hàng ba giây đã gói xong một đơn bì tu bước đến hỏi sao nó lại ở đây văn hy nhỏ giọng đáp tôi thấy cậu ta biết đóng gói cơm hộp xịn quá luôn đỡ phải bắt đám khỉ đến phụ bì tu ngó cỏ yêu hờ hững nói tôi còn đang định kêu na tra tới gói văn hy không do dự bảo tên này không cần trả lương bì tu nghe vậy liền khen ngợi giỏi lắm cậu liếc nhìn vẩy trên tay anh hỏi sao anh tức giận vậy bì tu ôm mặt đáp tôi mới từ trường dạy lại xe về văn hy im bặc khẽ ổ một tiếng tôi hiểu rồi vậy chốc nữa anh có đi chưa nói dứt cầu bì tu vòng tay qua người cậu bế cậu lên đi chứ đi chứ nhưng tôi cần phải giảm nhiệt trước cả đám hầu tinh cùng cỏ yêu cạn lời nhìn cỏ yêu do dự nói vậy là tôi chuyển nghề thành công chưa hầu nhị đáp lời ông chủ không phản đối tức là không có vấn đề gì đâu cỏ yêu ánh mắt lấp lánh háo hức vậy sao thật tốt quá chợt hầu nhị đưa nó quyển sách tu dưỡng bản thân dành cho nhân viên phục vụ nói này học thuộc đi cỏ yêu bay màu than thở làm cỏ thật khổ trên phòng ngủ bì tu vừa tắm xong bước ra Văn Hy nhìn anh hỏi, vậy vẫn còn kìa, tắm nước lạnh mà vẫn không được ư, trường dạy lái xe còn đáng sợ hơn thiên đạo à? Bì tu nằm phịch xuống giường đáp, suýt thì tôi làm nổ cái trường đó rồi, tại sao phải học lái xe chứ? Tôi biết bay mà, sao phải học lái xe, ông đây không phải người, học lái xe làm gì chứ? Văn Hy dịu dàng nói, thôi đừng giận nữa, tôi giúp anh nhé, cậu vui vẻ chạm tay vào từng chiếc vầy. Vừa chạm vào chúng liền biến mất, Văn Hy cười tươi bảo, trông nó vui quá. Bì tu chăm chú nhìn cậu, vuốt nhẹ má cậu, nhóc con à tôi nóng độ dương khí nha văn hy ngơ ngác nhìn anh hả một tiếng mặt cậu chợt đỏ nhẹ áp mặt vào tay anh đáp được thôi rèm dương bay phấp phới che lại khung cảnh hai người thân mật ôm nhau sáng hôm sau văn hy vẫn còn đang say giấc bì tu nằm bên dịu dàng nhìn cậu ánh mắt va vào đôi môi cậu tay anh chợt vươn ra chạm nhẹ lên nó bì tu không nhịn được áp sát đến gần hai đôi môi ngày một gần nhau sau đó anh liền rời đi trên cổ tay văn hy là một chiếc vòng ngọc trai mặt tỉ hưu bì tu đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng trong đời yêu quái vậy giờ rốt cuộc phải làm sao để hôn một con quỷ đây anh nghiêm mặt hỏi hầu nhị anh hỏi mày mày từng hôn ai bao giờ chưa hầu nhị đang uống sữa liền bị sặc ngơ ngác hỏi ông chủ sao tự nhiên lại nhưng mà cậu nhóc hào hứng đưa điện thoại ra khoe hôn qua mạng có tính không em từng phát tin nhắn thoại kiểu này rồi em nghĩ có lẽ nên gặp mặt thì tốt hơn bì tu nghe vậy không do dự rời đi nghĩ hết thuốc chữa rồi hôn qua mạng là cái khỉ gì chả thấy ai là đáng tin mình muốn học cách hôn 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 ánh mắt anh chăm chú nhìn văn hy mỗi từ hôn là một nơi từ môi đến cổ đến eo cậu văn hy vừa thấy anh vội hỏi anh về rồi à hôm nay chúng ta mở dịch vụ giao hàng tận nơi lại là ngày cuối tuần nữa cho nên khách đặt đơn rất nhiều anh mau à bì tu chợt nắm áo cậu kéo lại quan sát nói sao cổ áo rộng vậy lại còn sơ vin nữa chứ lấy ra đi sau đó nhìn vòng tay cậu đeo cẩn thận nhé quy làm đấy làm hỏng là phải đền tiền văn hy nghe vậy khoanh tay giận dỗi anh nói nếu làm hỏng cái này thì phải đền tiền trên người tôi chẳng xu dính túi chỉ có thể làm công trả nợ cho anh thôi bì tu hầm hừ nói bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe thì cậu không nhớ mấy câu như này thì lại nhớ rõ lắm văn hy nhíu mày làm nũng không đúng nha mỗi câu anh nói tôi đều khắc ghi trong lòng mà bì tu nhịn không được chạm má cậu nói chuyện ngọt như vậy là đang nung nấu âm mưu gì đó vân hy rụi mặt vào tay anh sao anh lại nghĩ tôi xấu xa như vậy chứ bì tu nhịn không được bật cười lòng thầm nghĩ tiêu rồi mình không hủ là yêu thú có cái tật xấu thích ai là muốn khảm toàn thân người đó vào trong xương tủy muốn kéo nhóc con về hang ổ sau đó lột sạch quần áo Quán quán lúc này chợt hét lên học sinh tiểu học yêu đương hả cạc 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 sao anh lại nghĩ em xấu xa như vậy chứ cạc 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 hai người trố mắt quay lại nhìn nó bì tu chợt quay sang nhìn cỏ yêu cỏ yêu vô cùng chi kỷ bứt lá dâng cho anh đây thương ải kết quả quán quán bị cột chặt mỏ một lúc sau trong phòng bếp quán quán chăm chỉ đọc tên món ăn bằng giọng đông bắc dê con hấp tay gấu hấp đuôi hưu hấp Nhậm Kiêu thấy vậy dò hỏi, sao vậy? Nó vẫn bị ngáo à? Sao cậu bảo dạy dỗ đâu ra đấy rồi mà? Cừu phục uất ức đáp, thôi đừng nhắc nữa. Nó dám nói ông chủ yêu đương như học sinh tiểu học, quán quán nghe vậy hét lên. Bố mày chỉ đang nói ra tiếng lòng của chúng mày thôi, hiểu chưa? Nhậm Kiêu cùng Cừu phục ánh mắt sắc bén nhìn nó. Hồ Ly đè quán quán xuống đánh. Nhậm Kiêu suy tư nghĩ, bảo sao ông chủ chạy lên lầu ăn cơm trong phòng. Văn Hi gấp một miếng sườn kho ăn, Bì Tu nhìn chằm chằm miệng cậu. Văn Hi thấy anh lên phòng ngơ người hỏi, hửm, ừ anh cũng lên đây ăn sao hay ăn xong rồi bì tu chợt bước đến nhìn cậu không nói gì văn hy ngơ ngác hỏi sao thế cậu buông đũa xuống vươn tay muốn lấy khăn giấy mặt tôi bị làm sao à bì tu chợt vươn tay nâng mặt cậu lên văn hy sửng sốt nghĩ ánh mắt này lão yêu quái muốn ăn cơm hay ăn mình vậy bì tu chăm chú nhìn cậu ngẫm nghĩ bắt đầu hôn từ đâu đây hai người chăm chú nhìn nhau bì tu dần áp sát lại gần văn hy chợt nhận ra mặt đỏ lên lão yêu quái đây là muốn hôn mình sao nhưng sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm mình vậy chỉ biết nhìn thôi bì tu khổ tâm vô cùng loay hoay tìm góc độ hôn cho chuẩn văn hy nhịn không được nghĩ nhìn thì làm ăn được gì năm xưa văn công tử ta đây cưỡi ngựa khắp phố uống rượu nghe hát trước giờ tôi mới là người lựa chọn nào giống như bây giờ chờ người khác đến lật thẻ vừa nghĩ cậu vừa đẩy ngã bì tu nắm lấy vai anh ngồi lên người anh nắm lấy cằm bì tu từ trên nhìn xuống trong đôi mắt chỉ chứa một mình bì tu bì tu hiểu ra vươn tay nắm lấy tay cậu ngay vào giây phút đôi môi hai người sắp chạm nhau na cha hốt hoảng chạy lên tầng nói chuyện gì vậy đang ban ngày mắc gì lập kết giới hả một lúc sau trong phòng bì tu vẫn ngồi chỗ cũ tay vẫn vươn ra tư thế ôm văn hy đầu lưỡi vẫn còn đưa ra còn văn hy thì ngồi bên cửa sổ nhìn đằng sau thì chỉ thấy vành tai đỏ bừng na hoang mang hỏi ủa làm gì thế bì tu im lặng một lúc đứng bật dậy tôi không biết cậu đến làm gì nhưng cậu ra ngoài đánh một trận với tôi trước đã na cha không ngán một ai tuy không hiểu gì nhưng vẫn đáp hả đi thì đi hai người kéo ra sân sau còn răng cả kết giới văn hy ngượng ngùng ngồi bên cửa sổ dần thụp xuống đầu bốc khói đằng sau vườn là tiếng đấm nhau cậu giấu mặt vô khủy tay xấu hổ nghĩ mình vừa làm gì vậy trời một lúc sau bì tu và na cha trở về phòng nói chuyện hai người quần áo đều tả tơi bì tu khoanh tay hỏi nói đi có chuyện gì na cha thong thả gác chân nói thứ sáu sở giám sát tổ chức cái buổi dạ hội xàm xí đấy còn gì trường nhận được thông báo là mỗi khối phải có một tiết mục mà mỗi khối chỉ có một lớp thôi Lớp chổi nhỏ diễn kịch sân khấu diễn công chúa bạch tuyết bì tu khó chịu hỏi diễn công chúa bạch tuyết làm gì diễn na cha nháo hải không hay hơn à vừa là tác phẩm màn ảnh lớn chính chủ lại còn là giáo viên chủ nhiệm người thật việc thật mới càng hấp dẫn khán giả chứ na cha cười lạnh bảo anh chán sống rồi hở diễn na cha nháo hải thì chẳng thà tôi diễn đại náo thiên cung mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ cho vui ngoài cửa đột nhiên vang tiếng sấm nổ đùng đùng ý thiên đạo là không được đừng có mơ bì tu vội nói thôi thôi đừng chọc giận thiên đạo thì hơn bì tu nghiêm túc hỏi vậy nhóc trổi diễn vai gì công chúa bạch tuyết à na cha cua tay đáp không không bì tu lại hỏi không lẽ diễn hoàng tử thiệu đệ nhà ta cũng đẹp trai mà na cha bất lực nói tôi vốn định cho nó diễn một trong số các chú lùn cơ mà nó vừa nghe bảo có nhân vật có thể quét nhà là liền đòi diễn vai này can ngăn mà chẳng được hay là anh khuyên thằng bé thử xem Trổi nhỏ đúng lúc vừa về liền hét to không con không đổi vai đâu hai người nhanh chóng biến về mặc bộ quần áo nguyên vẹn trước mặt trẻ con phải ăn mặt đàng hoàng bì tu ra sức huyền nhũ con nhìn mà xem thật ra công chúa bạch tuyết cũng quét nhà mà đâu nhất thiết phải diễn vai quét nhà đâu chổi nhỏ háo hức đáp thế nhưng chú sóc có thể có thể quét nhà từ đầu đến cuối con thích vai này con không đổi đâu na cha thở dài không sao một căn nhà còn không quét nổi thì lấy gì mà quét thiên hạ vừa nhìn là biết tương lai sẽ là người làm việc lớn chợt nhóc chổi lấy ra túi nhỏ nói với văn hy bạn học của con cho cho đó con cho mẹ trên tay văn hy là nhân sâm quả Chổi nhỏ vui vẻ nói hai đứa đồng tử của trấn nguyên tử học cùng lớp cho đấy bọn nó bảo là chín nhiều quá ăn không hết hôm nay mang đến chia cho cả lớp văn hy nhìn nhóc bảo tối nay chúng ta cùng ăn nhé Chổi nhỏ rời đi cùng na cha dặn dò mẹ ăn đi con xuống dưới diễn diễn tập cùng thầy chợt bì tu gọi na cha lại hỏi na cha đêm hội thứ sáu cậu diễn gì na cha sắc mặt khó coi đáp không nói bì tu cầm điện thoại lên bảo không nói thì thôi để tôi hỏi người khác bên kia vân hy cầm nhân sâm hình trẻ con trên tay rung rẫy bì tu mở bảng xếp hạng ra ngẫm nghĩ hử ừ. hỏi nhị lang thần vậy nhị lang thần vừa nghe câu hỏi trả lời ngay tôi định ngân thơ ca ngợi tiểu thiên nhà tôi bì tu không do dự cúp máy chẳng có chút giá trị tham khảo nào anh vươn tay ra nhận lấy nhân sâm nói sợ thì đưa tôi hừm anh kéo danh sách xuống nhìn người thứ tư người này đi bên trong thùng rác cua tinh báo cáo tình báo ông chủ tôi xin phép báo cáo nội dung gần đây sáng nay bọn họ ăn canh gà chưa ăn sườn xào chua ngọt chiều ăn bánh trái các thứ văn hy ăn một dĩa dưa chuột bọn họ gần đây bàn về chuyện đêm hội nhai tý đại nhân chúng ta có đến không phi di đáp lời còn phải nói sao đại nhân muốn thắng giải nam tiên đẹp trai nhất đương nhiên phải đích thân ra mặt mới có thể nhận công đức chứ cua tinh mồ hôi tuôn rơi liếc nhìn bì tu cầm kịch bản hỏi là do em chậm hiểu quá cơ mà em nghe nói top 10 đều phải biểu diễn tiết mục để kéo phiếu không biết lần này đại nhân chuẩn bị tiết mục gì phi di đắc ý cười đáp ngươi sẽ không ngờ đến đâu cua tinh giả vờ tò mò hỏi là cái gì thế phi di tự tin hét to đại nhân biểu diễn nuốt kiếm cua tinh khen ngợi nói thật là giỏi không hổ là đại nhân Bì tu liền vò tờ giấy lại ném thẳng vào thùng rác bỏ đi trước mặt văn hy là một ly nước ép vừa uống một ngụm cậu không nhịn được khen ngợi đây là nước gì mà ngon vậy bì tu đáp lời là nước ép tôi mới vắt đó lòng thầm nghĩ không nên nói cho nhóc con biết đây là nước ép nhân sâm thì hơn cậu đặt ly nước xuống do dự hỏi vậy lúc nãy anh thấy sao văn hy nhớ lại cảnh hai người hôn nhau bì tu cố ý trêu chọc hả lúc nãy thì sao văn hy nghe vậy liền quay ngoắc lại nhìn anh rồi quay mặt đi giận dỗi hừ một tiếng không có gì nói xong cậu đứng bật dậy rời đi bì tu năm lấy tay cậu dỗ này này đi đâu đấy tôi biết rồi tôi biết rồi để tôi nhớ lại xem nào vị sườn cũng được văn hy liền giận dỗi rút tay ra chạy đi bì tu đứng dậy cười hỏi em đi đâu vậy văn hy quay đầy lại gương mặt đỏ bừng nói đi đánh răng đừng theo em bì tu áp sát đến tôi cũng đi đánh răng chúng ta đi cùng nhau nha văn hy ấp úng gọi anh bì tu huýt nhẹ cậu thúc giục đi nào Văn Hy giật mình hét lên. Đừng đẩy em, Bì Tu khàn giọng dụ dỗ. lúc nãy chưa nếm kỹ. Em để tôi nếm thử một chút nữa đi, đi nào. Kết quả Văn Hy bị lão yêu quái đè lên tường hôn. Một lúc sau, Bì Tu mang vẻ mặt gió xuân phơi phới xuống dưới lầu phục vụ, vẻ mặt hạnh phúc nói với Tô An bên cạnh. Cậu có cảm thấy mùa hè năm nay mát mẻ không? Tô An dơ điều khiển ra bảo. Chắc do do ngài chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ đó, chợt hầu tứ hầu ngũ cầm điện thoại đi ngang trước mặt anh cười nói. Ha ha ha, cậu thấy cừu phục thay avatar mới chưa? trên màn hình là ảnh cừu phục đã qua chỉnh sửa hôn lý tịnh bắt người bì tu con người hạnh phúc thấy gì cũng đẹp cảm thán trông đẹp hơn cừu phục tám chín lần ấy chứ tô an nâng kính bảo hắn dùng phần mềm chỉnh sửa ạ à. bì tu vui vẻ đáp vậy à xem ra cả thế giới thay đổi rồi tô an bất lực nói chỉ có ông chủ thay đổi thôi chợt bì tu quay sang nhìn tô an cha là tô an mà tô an khó hiểu đáp tôi vẫn luôn ở đây mà bì tu đặt tay lên vai tô an u ám nói dạo này cậu bán ảnh của tôi kiếm được kha khá nhỉ Tô An khẽ nuốt nước miếng, Bì Tu chuyển tay lên sau cổ cậu ta trầm giọng hỏi, cậu bán bao nhiêu tấm ra ngoài rồi? Tô An lắp bắp giải thích, tôi, không, Bì Tu liếc nhìn cậu ta, có bảng thống kê không? Đưa ta coi coi, Tô An mồ hôi tuôn rơi đưa danh sách ra, có ạ. À? Bì Tu vừa xem vừa cảm thán, chà, nhiều phết chứ đùa, dạ hội thứ sáu là lượt bỏ phiếu nước rút. Mày gom những người mua ảnh này lại thành một nhóm, bảo bọn họ giữ phiếu, chờ đến mấy phút cuối rồi bầu cho anh, lúc cần thiết thì có thể tặng một hai tấm hình nhưng nhất định phải đảm bảo bọn họ sẽ bỏ phiếu vào phút cuối tô an vội đáp vâng ông chủ bì tu ném danh sách lại cho cậu ta còn chủ tiền bán ảnh của cậu về không tô an hóa đá vừa khóc vừa nói vâng ông chủ ông chủ định làm cuốn photobook thật à mảng này kiếm được nhiều lắm đấy bì tu đang tính nói thêm thì đúng lúc thấy văn hy xuống lầu bì tu trở mặt bảo giờ tôi đã là người có gia đình rồi không thể làm thế được nữa nếu làm tốt vụ bỏ phiếu thì lương tháng này tăng gấp đôi có tiền thưởng cộng thêm ba ngày nghỉ phép để hầu ngũ làm thay ca cho mày anh suy nghĩ một lúc nói tiếp còn nhóm người bỏ phiếu cho tôi nếu bọn họ bảo đảm sẽ làm như đã bàn thì tôi có thể sẽ gửi thêm vài tấm hình nữa văn hy bước đến bên họ hỏi mọi người đang nói gì vậy tô an vội đáp à đang bàn xem đêm hội thứ sáu ông chủ sẽ diễn tiết mục gì ông chủ vẫn chưa biết nên diễn cái gì đó ạ à? văn hy dò hỏi lần biểu diễn này có ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu không tô an vội đáp có đó nên ông chủ mới đau đầu bì tu thì có chút trầm tư sau đó liếc nhìn tay văn hy trên tay nhóc con đang đeo vòng tay mà sao cứ cảm thấy thiếu thiếu chắc là do dưới chân thiếu gì đó chăng sau đó anh ôm lấy vai văn hy bảo Đi vào kho xem sao tô an trơ mắt nhìn họ ngẫm nghĩ dưới chân thiếu gì đó là sao không lẽ thiếu đôi giày hà ta hơn nữa chuyện rồi bà chủ vẫn chưa có giày để đi tin được không trời bì tu lấy một chiếc lắc vàng đeo vào chân văn hy ừm như này mới đúng văn thiếu ra bĩu môi em chỉ mới thấy con nít đeo cái này thôi bì tu cười tươi đáp ở trước mặt tôi em chẳng giống như con nít còn gì có chật không nếu khó chịu thì không đeo nữa lần sau kiếm cái chuông vàng nho nhỏ gắn vào đây thế thì lúc mỗi khi em động đậy tôi sẽ biết em ở đâu văn hy lườm anh nói đeo chuông vào chân đó là chuyện chỉ vũ nữ mới làm thôi nụ cười bì tu dần mất nhân tính nếu em muốn múa cho tôi xem thì cũng được chợt anh giữ người nhảy múa ư bì tu tóm lấy vai cậu kéo lại hôn lên chán cậu nói em đúng là vượng phu mà văn hy đỏ bừng mặt che chán ngơ ngác hỏi anh lên cơn gì đó bì tu hào hứng đáp tôi biết xã hội thứ sáu này mình sẽ biểu diễn cái gì rồi văn hy tò mò hỏi vậy anh định biểu diễn cái gì bì tu nở nụ cười tà mị đáp đến lúc đó em sẽ biết văn hy sờ tay lên trán thầm nghĩ từ hôm đó trở đi lão yêu quái này thường không kiềm chế được bản thân lỡ như anh ấy quấn lấy mình giống như yêu quái trong thoại bản điên loan đảo phượng không xuống giường thì phải làm sao cậu xấu hổ đáp chân lên ngẫm nghĩ ngủ thôi nếu mình ngủ thì anh ấy sẽ không không ba ngày trôi qua văn hy bắt mãn nghĩ sao anh ấy không làm gì mình Văn Hy bước xuống lầu hỏi Hầu Nhị, này, mấy hôm nay ông chủ của các người đang bận gì vậy? Hầu Nhị vò đầu nói, tôi cũng không rõ nữa, nhưng ông chủ bảo tối thứ sáu mấy người bọn tôi phải đến đêm hội làm bảo vệ, chắc là ông chủ đang bận việc này. Văn Hy trở về phòng thầm nghĩ, hôm nay là thứ sáu rồi mà, lão yêu quái vẫn chưa rảnh nữa. Chợt một bộ áo vest bay thẳng về phía cậu, Văn Hy hoang mang hỏi, anh làm gì vậy? Cậu giữ người nhìn Bì Tu. Bì Tu chậm rãi đáp, đồ của em đó, mặc vào đi, nhanh nhé. Chúng ta sắp xuất phát rồi, hôm nay lão yêu quái mặt một bộ vest bảnh bao tóc được chảy chuốt gọn gàng còn xịt cả nước hoa nữa chứ lịch ra video 5 giờ chiều khoảng 3 ngày một video nhé cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nhé đây sẽ là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành lâu dài hơn nữa chân thành cảm ơn mọi người chúc mọi người có một ngày vô cùng vui vẻ